Xin chào quý chị và các bạn, hôm nay em lên cho anh chị chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu có gấp màu đen. Thì chưa khi nào Santa Fe giá lại tốt như thời điểm này cả, thưa quý anh chị. Nổi tiếng là hai bản cao cấp bán chạy, bên em là bản máy xăng cao cấp và dầu cấp. Với phiên bản máy xăng cao cấp thì Santa Fe bên em hiện đang bán cho quý anh chị với mức giá là 1 tỷ 140 triệu. Vâng, giá xe rất là tốt, tốt nhất từ thời điểm trước đến nay thưa quý anh chị. Và máy dầu cấp thì phiên bản này bên em có sẵn màu đen trắng và màu đỏ, thì đặt hàng thì cũng sẽ có ngay với mức giá là 1 tỷ 222 triệu. Quý anh chị sẽ được tặng một bộ phim kinh nghiệm bảo hành 10 năm này, trải sàn da, sàn của em đó, đây là sàn nỉ ạ. Rồi bọc vô lăng. Đó, cho các phiên bản Santa Fe. Màu xe của bản xăng cấp thì của em cũng sẽ sẵn có những màu đen và màu trắng. Giống ngay thì cùng em điểm qua một vài công nghệ của Santa Fe và những cái điểm nổi bật của xe nhé. Thì về chiều dài thì xe được trang bị với chiều dài là 4m785, chiều rộng là 1m9 và chiều cao là 1m730. Phiên bản máy dầu thì trang bị động cơ là 2.2 turbo và cho công suất cực đại lên đến là 202 mã lực với moment xoắn là 440 Nm, được dẫn động với hộp số là 8 cấp liệp kép ướt đó. Thì anh chị cùng nhìn qua một lượt xung quanh xe chiếc Santa Fe này, thì xung quanh xe thì sẽ được mạ chrome. Đó, mạ chrome rất là nhiều ở cả phần đuôi xe, phần hông xe, đó, phần đầu xe. Thì mạ chrome này thì sẽ toát lên cái vẻ sang trọng và lịch lãm cho chiếc xe của quý anh chị. Đó, phần đầu xe thì xe được trang bị cụm đèn pha cốt dạng LED kiểu chiếu là qua bóng chiếu projector và tính năng tự động hạ pha khi gặp xe đối diện cũng được trang bị. Đó, phần đầu xe thì có thể kể đến như các công nghệ như là camera 360 độ này thưa quý anh chị. Rồi thì hệ thống kiểm soát hành trình chủ SCC, đây là chiếc radar của nó. Cảm biến thì được trang bị, đó là 4 cảm biến trước và 4 cảm biến sau. Đèn xi nhan thì cũng là dạng LED. Đó, đèn xi nhan, đèn LED định vị ban ngày cũng là kiểu chữ T, rất thể thao. Đó, logo của xe mạ chrome sáng bóng. Đến phần mâm xe thì phiên bản cao cấp thì được trang bị với kích thước la răng đó là 19 inch thưa quý anh chị. Còn phiên bản thường thì là răng 18 inch. Phần xi nhan tích hợp trên gương này, rồi thì có camera 360 độ tích hợp trên gương và có cảnh báo điểm mù được tích hợp. Về phần nội thất thì xe được trang bị với các tông màu nội thất như là màu nâu đỏ cô ngắc này, rồi màu đen và trần thì nó là màu xám xám. Cửa sổ trời của xe thì cũng được trang bị, đó là cửa sổ trời đôi liền. Đó, cửa sổ trời rất là thời trang và sang trọng. Đấy, nội thất của Santa Fe anh chị thấy này, còn đẹp nhất phân khúc luôn. Ở trên phiên bản cao cấp thì sẽ có rất là nhiều công nghệ có thể kể đến như là hệ thống hỗ trợ giữ làn đường này, cảnh báo lệch làn, rồi phanh khoảng cách, rồi kiểm soát hành trình chủ động SCC, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và phòng tránh va chạm với bộ phía trước. Đến với phần hàng ghế phía trước này thì chúng ta sẽ có công nghệ như là hệ thống nhớ ghế lái hai vị trí, rồi thì hệ thống lễ chuyển số, xin lỗi, hệ thống nhiều ghế lái hai vị trí này, rồi thì là hệ thống thông gió làm mát cho hàng ghế phía trước. Đến phần vô lăng này thì chúng ta sẽ có lễ chuyển số trên vô lăng và những cái phím bấm tích hợp mạ bạc sang trọng. Đó, màn hình giải trí trung tâm của xe thì được tích hợp các công nghệ như là Apple CarPlay, Android Auto, bản đồ định vị dẫn đường và có kích thước đó là 10,25 inch và màn hình giải trí, em xin lỗi, màn hình đa thông tin vậy cũng với kích thước 10,25 inch. Phần cần số của xe thì được trang bị nó cần số nút bấm kèm các công nghệ như là thông gió sửa cho làm mát cho hàng ghế phía trước, rồi thì tính năng phanh tay điện tử và dự phanh auto hold, trang bị hệ thống hỗ trợ đồ đeo, bật tắt cảm biến cam 360. Chịu lái của xe thì 4 triệu lái là Eco, Sport, Smart đó, và Comfort là êm ái. Riêng bản dầu thì sẽ có thêm 3 chế độ địa hình là hệ thống đi tuyết này, hệ thống đi đường gồ ghề và hệ thống đi đường sa mạc. Sạc không dây cũng được trang bị cho hai phiên bản cao cấp thưa quý anh chị. Hệ thống giải trí của xe thì là hệ thống loa, đó là trang bị lên tới 10 loa Harman Kardon
và 10 loa cao cấp cho âm thanh trung thực và sống động. Loa này nghe rất là hay. Đó, loa được trang bị ở trên các cánh cửa, ở cái cột chữ A và đằng sau phần cốp xe. Đến phần hàng ghế thứ hai thì Santa Fe được trang bị với hàng ghế thứ hai có độ ngả rất là phù hợp, độ ngả rất là đa dạng thưa quý anh chị. Có thể ngả đứng này, có thể ngả, có thể cái độ ngả có thể là tốt hơn nữa. Đây, cái độ ngả rất là tốt. Đó, có thể ngả đứng. Cửa gió điều hòa cũng được trang bị cho hàng ghế thứ hai và các cổng sạc hỗ trợ, các thiết bị điện tử. Chuẩn bị cách 250m ra ngoài tối thiểu. Đó, Santa Fe rất là đẹp, có rèm che nắng, rèm che nắng cho hàng ghế thứ hai đây, rèm che nắng cho hàng ghế thứ hai. Đến với phần đuôi xe thì đuôi xe anh chị có thể thấy được trang bị với 4 cảm biến, camera lùi tích hợp, camera 360 độ. Và đây là phần tiêu hao nhiên liệu của xe. Thì riêng bản dầu đi đường ngoài đô thị chỉ hết 5,45 lít, rất tiết kiệm. Đường kết hợp là khoảng 6,4 lít và đường trong đô thị là khoảng 8,1 lít. Đó, Santa Fe Premium rất là sang trọng, màu đen. Bọn em sẵn một chiếc xe trên showroom giao ngay. Bọn em cũng sẽ còn màu trắng. Anh chị quan tâm đến Hyundai Santa Fe thì xin lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Em xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý chị trong những video tiếp theo.